Kính thưa quý vị, nhiều doanh nghiệp nước ngoài dọa bỏ Việt Nam sang các nước láng giềng. Một cuộc khảo sát mới do Phòng Thương mại Châu Á thực hiện nói rằng hơn 20% các thành viên của họ đang cố xét giải pháp bỏ Việt Nam để chuyển sang làm ăn tại các thị trường khác trong khu vực. Tờ Thanh Niên hôm qua dẫn tin của Phòng Thương mại Châu Âu nói rằng đây là một dấu hiệu cho thấy sự thất vọng của giới đầu tư về môi trường kinh doanh tại Việt Nam và sự xuất hiện nổi bật hơn của các nước láng giềng trong khu vực, kể cả Campuchia và Miến Điện. Vẫn theo kết quả của khảo sát, 45% các doanh nghiệp tin rằng so với Việt Nam, các thị trường Asian khác có thể là những nơi tốt hơn cho các hoạt động kinh doanh của họ. Khi được hỏi về sự hấp dẫn của thị trường Việt Nam, 37% trả lời trung bình, chỉ có 18% cho rằng Việt Nam nằm trong số các nước dẫn đầu về tính hấp dẫn đối với giới đầu tư. Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam tin rằng những thủ tục hành chính rườm rà là những rào cản lớn nhất đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Một trở ngại khác được nhắc tới là các dịch vụ hậu cần kém và lực lượng lao động không thể được khai thác triệt để vì những quy định giới hạn các giờ làm việc phụ trội. Ông Kimio Yamaguchi, chủ tịch hiệp hội này và cũng là tổng giám đốc của công ty Sojitz Việt Nam, xác nhận Nhật Bản có kế hoạch đổ thêm đầu tư vào Việt Nam, nhưng ông nói rằng môi trường đầu tư tại Việt Nam vẫn kém hơn so với kỳ vọng. Tờ Thanh Niên dẫn lời ông Đỗ Nhật Hoàng, người đứng đầu cơ quan đầu tư nước ngoài của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, quy lỗi cho Nghị định 108 hướng dẫn việc thi hành luật đầu tư về tình hình xấu đi của môi trường đầu tư.